Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần là năm học 2024-2025 chính thức bắt đầu. Thời điểm này thì nhiều học sinh và phụ huynh đã tìm mua đồ dùng học tập để phục vụ cho năm học mới. Và năm nay thị trường đồ dùng học tập khá phong phú đa dạng và giá cả thì không có nhiều biến động so với các năm trước. Những ngày này, tại nhà sách Hồng Ân trên đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, luôn tấp nập phụ huynh học sinh đến mua sắm đồ dùng học tập. Nhìn chung các loại đồ dùng học tập đều có mẫu mã đẹp, hình ảnh ngộ nghĩnh với họa tiết hoạt hình được in theo 3D, gần gũi với trẻ em. Mặc dù nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập tăng, nhưng giá cả cũng không có nhiều biến động so với năm học trước. Chủ nhà sách Hồng Ân đã chuẩn bị khá lâu, từ tháng 4, tháng 5, thì đã chuẩn bị những nguồn hàng nào là sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, nói chung tất cả những cái dụng cụ để mà phục vụ năm học mới, thì nhà sách Hồng Ân đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào và sẵn sàng phục vụ năm học mới 2024 và 2025. Hôm nay thì anh đi mua tập sách cho cháu ở nhà, là cháu đang vào lớp 2. Năm nay thì có nhiều tập vở, dụng cụ học tập thì rất là phong phú, đa dạng và có nhiều màu sắc rất đẹp. Giá cả thì cũng vừa phải đối với những phụ huynh mà mua đồ dùng học tập cho con cái. Ghi nhận tại nhà sách Fahasa trên đường 30 tháng 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều. Những hàng hóa phục vụ học sinh như là sách giáo khoa các lớp, đáp ứng nhu cầu học sinh ở tất cả các trường, các vùng miền, sách tham khảo, ba lô, cặp các loại đã được nhà sách chuẩn bị dồi dào. Giấy với lại tập thì mua cây viết các thứ thì cũng không mấy đâu, cũng chỉ tầm khoảng cỡ mấy trăm ngàn đổ lại thôi. Có giảm chi phí thì càng tốt. Năm học mới 2024-2025 đang đến gần. Việc chuẩn bị hành trang cho con trước năm học là điều cần thiết. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho năm học mới, với các sản phẩm đồ dùng học tập đảm bảo chất lượng, phụ huynh nên tìm mua ở các cửa hàng sách, nhà sách uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường.